OK, hôm nay chúng ta sẽ học phần collocations và formation của Unit 14. Mình sẽ đến với từ đầu tiên. Big thì có khá là nhiều từ mình đi với big. Và mình có thể, em có thấy quen thuộc không? Thì chị sẽ nhắc qua những cái từ nào mà mình đáng ghi nhớ thôi. Còn có những từ thì kiểu như là mình biết rồi á, nhưng mà mình cũng không cần bận tâm lắm. Ví dụ như OK, từ đầu tiên, make a big thing out of là gì? Kiểu chuyện bé xé ra to đúng không? Tốt, tốt, hoặc là kiểu quan trọng hóa vấn đề ấy. Chỗ này, OK. Hoặc là big deal out of, vân vân, kiểu vậy. Kiểu như hai cái này nó cũng hơi tương tương nghĩa. Tốt. Make it big. Make it big. Make it big. Thường là kiểu như là mình làm một cái gì đó trở nên thành công, nổi tiếng. Trở nên thành công hoặc nổi tiếng. Make it big. Kiểu như cái này chị chỉ nói sơ qua nghĩa của nó kiểu như thế. Và sau khi các em làm bài tập á, thì mình sẽ rõ hơn một xíu nhé. Còn big on thì sao? Big on ở chỗ này á, là be big on something, là kiểu như là mình like something very much, kiểu vậy. Mình biết một thứ gì đó nhiều thì mình sẽ be big on something, kiểu như là that's my cup of tea, kiểu vậy. Hoặc là gì đó, big up someone. Big up someone. Big up someone là nó kiểu như mình rộng lượng, hào hiệp, vân vân. Great big. Big business, big-headed. Big-headed, hồi trước chị cũng có nói rồi. Big-headed là kiểu như là arrogant, ấy. Kiểu một người kiêu ngạo, một người ra đây kiểu gì đó. Còn big-hearted thì nó lại hơn hướng ngược lại một xíu. Kiểu như một, các em có thể tưởng tượng ra một trái tim mà nó lớn, ấy. Một trái tim bự thì đó là một người khá là rộng lượng. Ấy. Đó là big-hearted, big-bang, vụ nổ big-bang, big no. Oh. Sao em? Alo. Ok. Big man thì nó cũng kiểu như là ông lớn ấy. Big, ok. Big man. Deal in, deal with. Deal it blow. Deal it blow là gì em? Deal it blow to. Deal a blow to nó kiểu giống như là mình. Các em có ghi chú không? Bởi vì là chị hơi khó ghi chú một chút xíu. Nó kiểu cause harm to ấy, gây hại cho một cái thứ gì đó. OK. Đó. Make a big deal out of, chị có nói rồi nhỉ. Cut, make, reach, strike a deal with. Kiểu mình đồng thuận hoặc là đi đến đạt được vân 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 một thỏa thuận nào đó. Thì tùy vào cái động từ mình dùng thôi. Big deal, a good deal of depth, in depth. In depth là gì đây? In depth, khi mà mình làm một thứ gì đó in depth thì intensive, ok, được, tốt. Kiểu như mình làm một thứ gì đó có chiều sâu, chuyên sâu vào nó. Và thực sự là trong một cái trạng thái rất là nghiêm túc, serious, ok, và detailed way. Tự nhiên mình cố gắng làm thứ gì đó, đào sâu và chuyên sâu vào thứ đó, in detail, vân vân. Ok, tốt. To at the length of. Nó cũng dạng dạng như vậy. Hidden depths cũng kiểu vậy, chuyên sâu. The depths of. Ok, out of your depth. Out of your depth là gì đây? Nó kiểu mình nó hơi hướng trái ngược với in depth á. Khi mà in depth là chuyên sâu thì em cũng có thể tưởng tượng là out of your depth thì tức là nó không thuộc cái phạm vi mà em chuyên sâu.
kiểu như em bị ngộp với một thứ gì đó hoặc là nó vượt quá sức của em vân vân, kiểu vậy là out of your depth. Còn fat, fat thì mình có những thứ gì, những từ gì cần lưu ý nào? Get, grow fat on. Cái này nó hơi lạ một chút xíu, nó kiểu như là mình béo tốt lên, kiểu như tự nhiên giàu lên ấy. Not having knowledge about a field là out of depth, nó không có ở trong cái lĩnh vực chuyên sâu của mình. Fat chance, em đúng rồi em, không hẳn em, kiểu như fat chance này nó lại mang hướng hơi negative một chút xíu ấy em, nó kiểu giống như là một sự đen đủi, một sự không may ấy. Fat chance nó tùy từng trường hợp của mình có thể dịch. Còn cái get grow fat on thì nó lại thiên hướng kiểu tự nhiên mà giàu lên ấy, không hiểu sao mà tự nhiên mình get fat on something kiểu vậy. Effect a lot of good or have or use vân vân, thì cái này nó thường mang tính negative hơn ấy, khi mình dùng từ fat. Kiểu như là nó thường là khi mình nói effect a lot of good or have use gì đó thì mình nó mang tính hơi vô dụng ấy, thừa thãi vô dụng kiểu vậy. High, search high and low, chắc em cũng nghe high and low rồi nhỉ, nó cũng kiểu nothing and cranny, search every nook and cranny kiểu vậy, là search everywhere, tìm mọi nơi, tìm từ nơi thấp đến những nơi cao kiểu vậy, tức là em tìm kiếm nó khắp mọi nơi. High risk of, okay. High priority, in high spirits. High priority, you think cao. High finance, high time, on a high, a new all time, record high, high tech, high street. Cái chỗ này có những cái nào cần lưu ý không? High tech là gì các em? Công nghệ cao không? Cao ấy chị. Tốt. Mình có thể ghi là từ high giống như từ high. High là xin chào. Từ này cũng được này. Ừ, ok, tốt. Hôm nay em tưởng là dễ đề chữ hành. Bởi vì là phải nhân không? Em á. Ok, tại vì không thấy Ngọc ấy, không có Ngọc ở đây. Với lại nhiều bạn chưa làm bài quá, thế nên là chị tiếp tục làm phần này. Không hiểu sao không? Chị chỉ học được. Ừ. Chị chỉ học được tới 5 giờ rưỡi. Ok. Ok, không sao. Thôi mình tiếp tục nhé. Mấy cái này chắc ổn rồi nhỉ. On a high, kiểu như excitement, rồi awesomeness, vân vân, kiểu vậy thôi. A new all-time record high, record high thì nó kiểu mọi thời đại một tầm mới hoặc là một tầm kỷ lục mới vân vân kiểu vậy. Còn high finance là cơ sở tài chính cấp cao. Đây, high finance. Large as life là kiểu gì đây? Khi mà mình nói something as large as life thì kiểu mình nói về nó kiểu nó bằng xương bằng thịt ấy, mình không thể nào nghi ngờ gì nó nữa, bởi vì là nó kiểu như nó đã sững sờ như thế ra rồi thì mình cũng không cần nghi ngờ gì về nó nữa. Còn at large là kiểu được tự do ấy, không ở trong tù ấy, be at large kiểu vậy. In large measure part thì nó kiểu phần lớn của cái gì đó thôi. Larger than life thì em cũng có thể tưởng tượng như một người mà nghĩ là mình kiểu như ếch ngồi đáy giếng ấy. Mình nghĩ là mình lớn hơn ông trời kiểu vậy ấy. Nhưng thực sự không phải như thế. Thì larger than life là kiểu huynh hoang ấy, một người huynh hoang. Large scale, kích cỡ hoặc là quy mô lớn thôi. Large scale something. Large scale. Length,
Go to great length. Go to any length. Là gì đây? Kiểu như I would go to great lengths to do such a thing. Whatever it takes, I don't care. And I would just go to great lengths. So go to great lengths là gì? Các em ơi, các em đâu rồi? Ôi. Đi một khoảng cách lớn hả chị? À, không em, cái này là kiểu mình try to do anything ấy, làm mọi là thứ có thể, làm bất cứ điều gì, làm bất cứ giá nào để có thể đạt được điều đó. You go to any length, dù cái ví dụ như một dù cái chiều dài như thế nào nữa thì mình cũng cố gắng đi hết giới hạn của nó, đi hết chiều dài của nó để mình đạt được thứ mình muốn. Ừ. Bạn rồi. Ok, tốt. Go to great lengths, run the length and breadth of something. Run the length and breadth of something. Cái này nó cũng dạng dạng kiểu vậy. Mình đi kiểu như là khi mà em chạy cả chiều dài và chiều rộng của nó, thì tức là em đi ngang dọc khắp khắp các nơi, khắp mọi mặt trận, nó kiểu dạng dạng vậy. Thì mình sẽ nói là run to run the length and breadth of some of for any length of time. For any length of time. Thì nó chỉ là bất kỳ một thời gian nào thôi. For any length of time. Ok. Tiếp tục nhé. Load something with. Ok. Into. Take the load off your feet. Feet. Take. Bỏ khoan từ để chị có nhầm không? Ok. Thì ok. Mấy cái này nó cũng khá là dễ. Dạng là take the load off your feet. A whole load off. Loads off. I have a load to bear to carry, vân vân. Cái này khá là nó tương đương với burden thôi. Long, take a long hard to look at long last, long way in the long run, long term, long time no see. Okay. Any long time no see là gì không? Lâu không vậy? Kiểu có nhiều người kiểu như nhầm lẫn về cái thứ tự này á, xong kiểu như là nói là a long see no time. xong thế là người ta không hiểu gì luôn. Thế nên là cũng cẩn thận đấy. Kiểu như bởi vì là có no start with, kiểu chị có một người Canadian friend ấy, mà kiểu thầy đã có nói với chị là có nhiều người thì hỏi chị ấy, là em có biết long time no see là gì không? Xong chị kêu dạ dạ biết rồi. Xong rồi cô đó bảo là kiểu như có người nói cái từ đó là long see no time ấy. Xong rồi kiểu không biết phải nói như luôn. Thôi mình tiếp tục nào. Lot, that's your lot, that's your lot. Đó là cái gì? That's your lot. Kiểu như đó là phần của bạn, kiểu như là đó là phần cuối thì đó là phần cuối cùng đó. That's all and there will be no more, kiểu vậy. That's all, there's no more, that's your lot. Have a lot on, and have lots on, lots of a lot, an awful lot. Khi mình nói an awful lot thì nó kiểu thế nào đây? Tại sao mình lại dùng từ awful ở đây? Như cái phần tệ nhất, cái phần không hẳn. Thường cái này thì người ta sẽ kiểu như mình dịch thô nó, mình dịch nó ra thì mình chỉ có nói là kiểu như a very large amount of something thôi, thì nó chỉ kêu là nó thực sự rất là nhiều thôi, chứ không hẳn là nó sẽ mang tính negative lắm đâu. An awful lot. A very large amount of something. A large amount of something.
Đó, hoặc là ví dụ như là ở trên từ điển Oxford, ở nhầm Cambridge, thì người ta cũng có cho ví dụ là, ví dụ như I don't know an awful lot about arts, but I'm learning. Đó, thì nó không có mang tính kiểu tiêu cực lắm. Nó chỉ kiểu như là mình không biết một thứ gì đó rất nhiều, hoặc là đang nói những cái đó. Thì a lot about something thôi nhé. Chú ý nhé. A lot on your mind, okay, the lot, someone's lot in life. The lot, ở đây là gì? The lot này kiểu như là all of á. Ừ, tốt. All of. Nó mang và bình thường mình thấy người Anh á, người Anh hay dùng cái kiểu nói này. Ừ. Tại vì mình coi phim mình thấy rồi. The lot, hơi ừ, nó kiểu như là everything hoặc là kiểu như cả bọn, cả mứa rồi cả lô gì đó. The lots, okay. Someone's lot in life. Someone's lot in life. Phần của. Cái này nó thiên hướng kiểu như là the quality of someone's life hơn, nó thiên hướng kiểu như kinh nghiệm sống hơn, và kinh nghiệm cuộc đời của một ai đó. Kiểu như các em dừng chỉ ở chỗ nào mình không hiểu nhé. Thường là nó nói về kiểu như một người đó đó. Ừ, chị đã nói rồi. Ok. Chuyện này được chưa? Chuyện được chưa? Ok. Ok. Money. Kiếm tiền, chi tiền. Ok, get money word. Cost money là chi tiền. Cost money. Cost money thì nó tốn tiền. Get your money's worth. Khi mà mình nói với một ai đó là get your money's worth, thì mình đang nói điều gì đấy? Đang nói đến điều gì đấy? Và mô tả một thứ gì? Kiểu get your money's worth, kiểu hãy làm cái thứ gì đó mà nó đáng đồng tiền bát gạo đi, kiểu vậy. Kiểu như là dùng tiền đúng cách ấy, kiểu như dùng tiền mà thực sự là nó đáng thì làm một thứ gì đó cho đáng đồng tiền bát gạo đi. Thì get your money's worth, put your money where your mouth is. Put your money where your mouth is. Cái này thường các em có thể tưởng tượng ra là cái như là ví dụ như các em có thể tưởng tượng là kiểu như đặt tiền vào miệng của bạn đi ấy, thì nó kiểu như là khi mà mình đang xoay quanh khúc lắc về một cái vấn đề nào đó, nhưng mà mình không chứng minh được điều đó ấy, thì mình nên cố gắng cho tiền vào miệng mình đi, là kiểu như là gọi là sao, chứng minh điều mình khoe khoang đó là đúng đi, kiểu vậy. Put your money where your mouth is. Em tưởng tượng ra được chữ này không? Put your money where your mouth is. Hãy chứng minh mình đang khoe, chứng minh những cái điều mà bạn đang khoe khoang là đúng đi. Thì các em có thể tưởng tượng mouth ở đây là đang kiểu một người đang kiểu nói về một vấn đề gì đó rất là nhiều và khoe khoang rất là nhiều về điều đó, nhưng người đó vẫn không chứng minh được, thì hãy bỏ tiền vào miệng bạn ấy. Còn hơn là chị có biết nói hay không, nói không cứ vậy dạng vậy, thì hãy chứng minh điều mình đang khoe khoang là đúng đi, cứ vậy. The lots, em bảo là đặt câu với the lots được không? Ok, được em. The lot vừa nãy chị nói nghĩa là gì nhỉ? Em có nhớ không? Là kiểu như everything ấy, mang tính hơi informal. Ví dụ như người ta thường gọi kiểu như câu bình thường á, the whole lot of things, thì hoặc là the whole lot là mình hay thấy này. And kiểu như I think không, that's the lot thì mình đã thấy rồi. Hoặc là the lot không, the lot of you, the lot of them cũng được. The lot of you, them hoặc là us. Kiểu mình bị ra lệnh cho một ai đó,
xong mình kêu là the lot of you need to need to think about that, the lot of you think about that, the lot of you, kiểu vậy. Thì mình sẽ nói, mình nói là all of you please think about that, kiểu vậy. Hoặc là thường á, kiểu như là một người nào đó ăn rất là nhiều đi chẳng hạn, thì she ate the lot herself, kiểu vậy. Kiểu như là kiểu ví dụ trong một trường hợp là đến một bữa tiệc và nó có rất là nhiều đồ ăn nhưng mà không có ai ở bàn ăn đó hoặc là mọi người đều vắng, thì cô ấy đứng đó và cô ấy đã ate the lot herself, kiểu vậy. Hoặc là một người đi trộm đi, đi ăn trộm và sau đó thì người ta đã stole the lot, kiểu vậy, đã stole everything. Chỗ này được chưa em? Ok. Chị đi đến đâu rồi nhỉ? Pay good money for. Pay good money for. Pay good money for. Chị tìm cho cái gì? Make of money. Made of money. Made of money. Made of money. Được làm bằng thịt. Thì nó là kiểu gì đây? Nghĩa tiền không mua được tất cả. Hả? Sao em? Thì là nó kiểu very rich em. Kiểu khi mà một cái gì đó, kiểu như mình đang nói là nó làm từ tiền, tức là tất cả mọi thứ, kiểu như cái thành phần của nó ấy, đều là được làm từ tiền. Thì tức là cái người mà đang sở hữu nó, hoặc là cái người mà đang đối tượng đang nói đến made of money, thì tức là người đó đã làm bằng tiền, thì tức là người đó rất là giàu. Bởi vì mọi thứ mà mình đang nói đến cái tính chất của nó đều là bằng tiền, thì nó giàu, very rich. Ok, made of money. For my money. For my money thì sao em? Cái từ này nó cũng khá là đặc biệt. For my money. Và kiểu như là kiểu như là theo ý kiến của tôi xem. Ok, tốt. Em hiểu nó như thế nào nhỉ? Nó kiểu như là in my opinion đúng không chị? Đúng thế. Mình dùng nhân giống nó luôn. Ok. Thì nó sẽ được kiểu như thế nào? In my opinion. Thì nó dùng như là một cạn từ đó chị. Đứng ở đầu câu. Ok, tốt. Em cho chị một ví dụ được không? For my money. Thường á, là kiểu như cái for my money này, nó đi theo cái hướng in my opinion, nhưng mà nó bởi vì money thì nó mang tính giá trị của tiền. Tiền là nó có giá trị đúng không? Thì nó sẽ kiểu as regards value or worth hơn. Ý là nó đang mang tính giá trị, đang đề cập đến cái tính giá trị và cái đáng giá của nó ấy, in my opinion. Màu như thì mình sẽ nói nó là kiểu in my opinion, for my money. For my money, that's the best brand of tools there is. Hoặc là that's the best brand of tools there is for my money. For my money, you can't go wrong with a pill world's weather. For my money. For my money, he is one of the greatest pianists of all time. Vì nhá, nhiều lúc ấy, cái for my money này thì nó hơi mang tính informal ấy. Ok, in my opinion. Cái này thì... Formal hay informal chị? Informal em. Nó kiểu, nó thường là ngôn ngữ nói hơn ấy em. For my money. Kiểu thường á, là nó used when giving your opinion about something to emphasize that you believe it strongly. For my money, he's one of the best TV comedians ever. Okay, pay good money for something có phải rửa tiền không vậy? Pay good money for something. Cái good money thì
Thì em biết là kiểu như là tiền làm ra vất vả. Ừ, em giải thích À, cái good money á, là kiểu như là tiền mà mình vất vả làm ra, còn pay good money for something là kiểu như là kiểu như là lấy cái tiền mình làm ra vất vả để cho cái gì đó, để mua cái gì đó, phải không? Có phải là rửa đi. tiền không chị? Kiểu nó thường kiểu express this certification that not receiving full value for your money or voicing criticism that what you paid for does not really deserve that much cash. Make Là money, nó cũng tương tự như make good money. phung phí là Thôi thôi. phung phí. Thường thì bình thường thì mình cũng có thể nói thì kiểu đó, thì spend a lot of money on something. Em cái đó chị nghĩ là cũng tùy vào ngữ cảnh thôi, chứ không hẳn là chỗ nào nó cũng kiểu vậy. Ngọc ơi, em vào hơi muộn nha em. Nên hôm nay chị sửa tiếp phần collocations với lại formation. À, mình có cái cụm là on the money là chính xác đúng không chị? On the money. On the money. Em đặt Là câu chính đi. xác. Đúng thế. On Chị em đặt câu không biết đặt câu. đặt câu đi. My prediction is on the money. Không biết đặt câu. Kiểu on the money nó cũng kiểu có một từ cụ nữa thì on the nose thì như nó cũng tương tự đúng không? On Nose là mũi thì chị. the nose. On the nose. Right on the exactly hoặc là kiểu như hoặc là right place at the right time cũng được. Được vậy. Exactly right amount of money cũng được hoặc là exactly right. Ví dụ như là khi mình nói là ví dụ như là em hỏi học sinh một điều gì đó, xong rồi học sinh trả lời xong rồi kêu oh, you're right on the money, kiểu vậy cũng được. Thường là nó kiểu là nó chính xác với cái lượng tiền mà mình đã suy nghĩ đến. Kiểu như mình đã ước lượng một cái số tiền nó sẽ như thế và nó chính xác cái số lượng đó thì mình cũng có thể dùng như thế, thường là nó như thế. Ok. Và kiểu his prediction was right on the money kiểu vậy. Thôi. Ok. Pay dearly Pay dearly for. Dearly for. Em ideally for Lily ở đây là cái gì chị? ở đây ấy, nếu mà mình dùng theo cụm mà ideally for thì nó kiểu mang tính hơi đắt đấy, trả giá đắt, kiểu ý là trả giá đắt hoặc là gọi là gì. Hoặc là theo một cái trường hợp nào đó thì nó sẽ mang tính kiểu mình phải trả giá về cái hành động nào đó của mình cũng được, thì mình cũng nói là pay dearly for, kiểu như là because of her mistakes she had to pay dearly for it kiểu vậy. Pay dearly for. Hay compliment là khen ai đó. Mình cũng có give somebody a compliment. Chị đang suy nghĩ thêm. Này Sao em? cái này complete hay comply thì
Tại vì mình cũng có một cái từ là chữ em. Compliment. Cái là compliment mày. Compliment. Compliment. Khen người ai, tán dương ai. Pay someone a compliment. À, cái từ daily vừa nãy ấy, thì mình dùng theo kiểu gọi là phó từ à? Ừ. Thì nó sẽ mang tính kiểu very something very much ấy, kiểu vậy ấy. Nhưng mà thường thì mình hay dùng với pay daily thì nó mang tính trả giá về vấn đề sáu thôi. Một là trả giá đắt về ok ok thôi chị nói rồi thôi mình tiếp tục nhé. Pay your way Ê, đến giờ em học rồi cho mọi người học ok nha. Bye chào chị bye bye mọi người bye pay your way. Pay your way là nó kiểu pay yourself với em. Là kiểu như em tự túc bằng những cái số tiền mà em kiếm được. Thì em tự túc thì mình gọi là pay your way. Pay your last respect to. Make way kiểu for. Bày tỏ cái lòng kính trọng của mình. Ok. Pay your respect to, tôn trọng ai, bày tỏ lòng kính trọng tốt. Pay the penalty hoặc là price. À, chị ơi. Ừ. Không, em hỏi cái này kiểu cái phần mấy cái phần khác ấy thì mình đi một cách qua loa thôi, còn cái phần collocation thì em muốn kiểu chú trọng hơn ấy. Ok, quyển này em chú trọng nhất là phần từ, phần phrasal verb và phần collocation. Ok, em không biết là idiom gì. Ok, nói chung thì mình luôn cố gắng thôi, cái gì cũng hay hết. Ok. Pay the penalty or price for, make way for thì nó kiểu dọn chỗ cho hơn ấy. Okay. Pay the penalty or price for, trả giá đắt, không, trả giá vì một cái hành động sai trái nào đó, hoặc là mình phải gánh hậu quả về một cái việc làm nào đó. Okay. It pays to. Pays to, khi mà em nói là it pays to thì kiểu như là to have good result, đúng không chị? Ok, tốt. Kiểu như là nó có cái cụm là crime doesn't pay. Ừ. Tội phạm không phải trả giá, có nghĩa là có một kết thúc có hậu, nhưng mà gây cho người khác cái sự khó chịu. Chắc vậy. Không, cái it pays to là kiểu như là ví dụ như khi mà em trả giá. Khi mà em không, nó kiểu như là có kết quả tốt đấy chị. Ừ, đúng thế, khi mà em làm một cái vấn đề này nó sẽ cho em benefits nào đó, thì kiểu như it benefits you to do something sẽ lợi hơn, sẽ tốt hơn nếu mà em làm một điều gì đó. It pays to do something. Ok, tốt. Pay rise thì ổn rồi. Pay and display. Cái này là kiểu máy trả tiền hiển thị á. Ừ, không, nhưng mà nó tùy thôi em. Tùy thôi, kiểu như tùy từng ngữ cảnh. Nếu mà trong cái ngữ cảnh mà thực sự mà em cái ví dụ em có hard work thì mình cũng nói it pays to do something. Nói chung là hard work pays to, it pays to something. Ok, được. Cái máy mà thu máy trả tiền hiển thị. Kiểu vậy. Được. Pay free. Pay free này thì nó thường kiểu ở trong cái ví dụ như ở trong một công ty thì nếu mà em có pay free thì tức là lương của em không được tăng ấy, bị hãm lương lại, lương của em nó bị đóng băng lại thì mình gọi là pay free, không tăng lương hoặc là. Chị ơi, nghe đến cái từ kiểu nghe đến mấy cái từ pay freeze này em nghĩ từ pay dividend sao? Dividend á? Cái từ no, dividend, nhầm. Ok. Dividend. Ok. Pay dividend như là đúng rồi, là mang lại những cái giá trị lợi nhuận cao ấy. Là kiểu bring a lot of benefits. Bring about a lot of benefit. Còn pay freeze? Pay freeze. Không tăng lương. Lương bị đóng cái băng. Kiểu như là cái lương của mình bị đóng băng. Ok. Hãm tăng lương. Không tăng lương, hãm tăng lương. Ok.
take home pay. Take home pay. Take home pay. Tiền lương, cái tiền lương mà lợi Nhật, cái tiền lương mà người Nhật mà sau khi trả thuế. Kiểu giống như là take home pay là kiểu như là ví dụ như em có rất là nhiều tiền, em có lương về nhưng mà em phải trả giống như lương, cái số lương đó thì em phải trả cho kiểu mình. Ok, em hiểu rồi. Có kiểu như là mình được một cái, mình được một cái kết quả nào đó, mình được một tiền nào đó thì mình phải trả cho nhà nước khoảng 20%. Và mình nhà nước đã lấy đi 20% rồi thì 80% còn lại đấy chính là take home pay, đúng không chị? Đúng thế, kiểu như là mình phải trả rất là nhiều số tiền, trả bao nhiêu phần trăm đó cho nhà nước rồi thì mình chỉ còn nhịn từng đó số tiền mình mang về nhà thôi, thì gọi là tiền thực sự còn lại khi mà mình đã trừ hết tất cả các khoản rồi ấy. Mình gọi chung là vậy. Ok, vậy cũng được. Income after tax. Dạ, em đang tra từ điển Macmillan. Ok, pool. Record call. Có. Come pool April 2nd. Come to pool 2nd. Come April 2nd. Come for a second. Không phải cái gì nhỉ? Ví dụ như trong một cuộc thi ấy, ví dụ trong một cuộc thi mà cái kiểu cái con đường mà sau là kiểu như là con đường sau ánh hào quang ấy, kiểu vậy. Mà dẫn đến ánh hào quang ấy. Không, em nói tiếng Anh ấy. A long way behind the winner in a race or competition. Okay. Kiểu cái cách cái không nói được gì. Cái con đường dài, cái con đường mà mình chạm tới cái chiến thắng của mình ấy trong một cuộc thi. Đúng rồi, con đường mà chạm đến chiến thắng của mình trong một cuộc thi thì gọi là a poor second, a poor second. Okay. Finish a long way behind the winner in a race or competition. Finish a race or competition well behind the winner, primarily. Cái này thì thường ở UK hơn. I didn't expect to come in pole second in the race. Who knew? She was so fast. Oh, còn ấy, cái đấy là trong từ điển này, còn trong từ điển Cambridge thì nó lại ghi là kiểu được quan trọng ấy, được coi là thấp hơn về giá trị. Gọi là như là to consider much lower in value, quality or importance than others, thì nó kiểu bị đánh giá thấp, hơi bị đánh giá thấp bởi vì là mình mình đứng thứ hai. Underrated đúng không chị? Underrated. Ok, tốt. Nhất là nó gọi là underrated, còn thứ hai là kiểu cái thứ hai kiểu ánh hào quang sau chiến thắng hay là gì? Cái con đường dài sau chiến thắng, hay nhầm, con đường dài trước chiến thắng. Không, thực sự con đường dài hay không? Ok. Thực sự thì cái chỗ mà thì nó cũng có cái be a poor hoặc là a poor third cũng được nhé, hoặc là fourth vân vân, second, third vân vân, kiểu vậy thì mình đều dùng kiểu vậy, thì nó cũng đều là finish a long way behind the winner in a race or competition, đều ổn cả, đều như nhau cả. A long way behind the winners. Behind một chặng đường dài phía sau như này. Chỉ một chặng đường dài phía sau người chiến thắng là như nào? Chứ là mình thua xa người chiến thắng ấy, mình vẫn thua xa. Okay. Kiểu là người thứ hai đúng không? Người thứ hai mà thua xa. Nó cũng gọi là bị đánh giá thấp như là em nói hồi nãy. Tiếp sau một người. Kiểu như cũng có thể là nó cũng hơi đáng tiếc nhưng mà thực sự cũng thua xa một khoảng cách, có thể một khoảng cách đáng tiếc. Tùy theo ngữ cảnh mà mình có thể sử dụng nó. Ý là mình xem thử xem nó có trong bài mình nói dùng thế nào. Cái này nhá, nhớ nhá, a poor second, third, fourth đều như nhau cả nhá. Ok.
Ok, tiếp tục nhá. For a second. Who was a good girl, good relation, and good man something, good man something. Chờ chị xíu, chị bật điện lại nhá. Nó có cái cụm là as poor as a church mouse. Good loser là thì là một người kiểu một kẻ thất bại, không không giỏi kiếm tiền nhưng là một kẻ thất bại ở trong xã hội, không không thành công như xã hội. Loser kiểu như là khi mà người đó mà khi có một người khác chiến thắng thì mình tức giận ấy, kiểu vậy, gọi là poor loser. Vậy hả? Vâng. Kiểu someone who gets angry when they lose. Cái này mang nghĩa kiểu một cái kẻ thua cuộc đáng thương. Kẻ thua cuộc đáng thương mà nó đáng thương thì tùy từng ngữ cảnh, nói chung cũng tùy từng ngữ cảnh, nhưng mà thường á là bởi vì bản chất của người đó là không không thành công ở trong xã hội ấy. Người đó thất bại khác nghèo khổ, người đó nghèo khổ trong xã hội thường là vì bản chất người đó như thế, thế nên mới nhưng mà thất bại khi thua cuộc ấy chứ, thất bại khi mà mình thua cuộc ấy. Thì thường là poor loser. Hoặc là nghĩ theo em nói cũng được, nếu mà kiểu như a bad loser hoặc là a poor loser, a person who becomes upset or angry when he or she loses. Okay, tốt. Tùy từng ngữ cảnh. Nói cụm là as poor as strip mouse. Yes, tốt. Là very poor. Very, very poor. Yeah. Okay. Tiếp tục nhá. Còn từ tiếp theo nào? A poor man something. Oh, người đáng thương. Kiểu như là đối với những người kém may mắn ấy nhỉ? Đối với những người kém may mắn. Được, kiểu như là người đáng thương. Ok. Kiểu như so với ai thì cũng hơi thua xa với người đó. Được, vậy được, hoặc hạng nhì một người. Not talented or successful in someone else. Khi mà mình compare it with someone thì họ là một người mà không thành công hơn, một người hạng nhì so ai thì cũng hơi thấp kém hơn. Ok, tốt. Tiếp theo, rich, từ ở trên này ổn đúng không? Rich in filthy thinking rich. Thì cái này nó chỉ mang tính kiểu như extremely rich thôi. Rich and famous, okay. Rich and the poor, okay. Share with, between, among, share and share alike. Share in of, shareholder, share indexed, share opinion, share out, share and share alike. Nó cũng kiểu giống như là một cái idioms gì mà mình mới học ở trên nào. Nó giống idioms nào mình mới học nào ở dưới nào. Share and share alike. 50-50. Còn từ nữa. Go. Không, go halves. Go halves. 50-50 được không nhỉ? 50-50 equal into two equal parts. Share the cost of something with someone that you pay. Được. Tương tương. 50%. Được, tương tương. Nó chỉ là chia đều mọi thứ thôi. Go halves, tốt. Shareholder, hôm bữa mình mới nói là gì? Cổ đông. Cổ đông luôn. Có. À, cổ đông. Đúng rồi, ở trong cái bài à? Trong cái bài là gì nhỉ? Bài đọc à? Bài này. Đục lỗ. Không biết nữa. Dù. Ok, tiếp tục nào. Share index. Đây là chính em hỏi luôn đấy. Là chỉ số thị trường chứng khoán ấy. Danh sách cổ phiếu. Chỉ số thị trường chứng khoán. Share index. Share option. Ok.
Kiểu như là em có lựa chọn mình có thể mua cổ đây phiếu. Là quyền mua cổ phiếu tốt, lựa chọn mua cổ phiếu tốt, quyền lựa chọn mua cổ phiếu tốt, share out, chia gì đó, chia lãi theo cổ phần, đúng không? Chia cái gì đó, chia lãi theo chia cổ lãi, chia lãi theo cổ phần. Short, run short of, ok, cái này mình học rồi. Have a short temper or fuse. Yeah. Get angrily easily. Hoặc là mình gọi nó, gọi chung là bad temper đấy, một người bad temper. Okay. Yeah, wow. Yes, tốt. Draw, get the short straw. Ồ, cái này mình học rồi nè. Ờ, đúng rồi, cái này em giải thích rồi mà. Làm việc mà không ai muốn, muốn ấy, thì mình kiểu... Make short work of... Điểm, ý điểm bài trước. Short of... Làm nhanh gọn. Ok, tốt. A short while to expel, ok. A short, short notice. Okay. Ok, học, mình đều học rồi. Short and sweet. Short and sweet. Không dài, không phức tạp hả chị? Nó kiểu ngắn gọn dễ hiểu ấy. Ngắn gọn dễ hiểu, ok. Short list, ok. That's about the size of it. That's about the size of it. Đồng ý, đồng ý. Both, I totally agree with you. Use this so show your agreement. Point, ok, tốt. Cut something to size. Không highlight gì. Cut something to size. Ok, không cái này thì mình cũng ổn. In size, full size, size of down size. Ok, đều ổn cả. Feel looks more. It's a small world. It's a small world. Khi mà mình nói it's a small world thì mình đang ám chỉ điều gì? Trong trường hợp nào? Kiểu ví dụ như mình đi đâu? Đúng thế. Kiểu giống như là khi mà mình trái đất nhỏ nhỉ? Đúng thế. Kiểu như vậy. Ví dụ như là mình... đất tròn. Mình quen một ai đó ấy, mà mình không nghĩ là mình sẽ gặp được người đó, nhưng mà tự nhiên mình lại gặp được người đó. Trùng hợp ấy, sự trùng hợp ấy. Thế. Trái đất này nhỏ thật đấy, kiểu vậy. Trái đất này tròn thật đấy, trái đất này nhỏ thật đấy. Thế giới này nhỏ bé quá, kiểu vậy. Ok. In a some no small way. In a way, không, cái này cũng ổn rồi. With a small. With a small sea. Cái này là gì đây ta? Hình như cái này nó... Ủa cái này là sao? Nó ghi chắn nó ghi chữ C hoặc là chữ D. C hoặc là D hoặc là P. Kiểu như là kiểu như là more general. Mà chung chung hơn ấy. Không, mình có thể thay từ chữ C thành chữ chữ nào cũng được. Ví dụ như mình nói về politics thì mình lấy luôn chữ P là managing politics is with a small is a small P with a small P. With a small P. It's all about politics is on a small T, small P. I'm a conservative with a small C. Yeah. Okay, tốt. Small C. Small hours. Small hours. Oh, rất sớm. Early. Mm-hmm. Early hours. Early hours. Okay.
Early hours cũng được, hoặc là mình nói xin phút ít ỏi cũng được. Hoặc mà chị ơi, hôm nay không chưa đề chị? Hôm nay chị định chữa đề mà nãy không thấy em, với lại nhiều bạn chưa làm quá nên chị tiếp tục làm phần này. Chị tưởng hôm nay em không học. Hôm nay em có mà. Không, tại vì em học trường về. Ừ. Ok. Lần sau em bảo chị coi lại lịch. Tại vì em về muộn quá ấy. Vâng. Không học văn nữa ấy. Trời. Ừ. Được. Ok. Ok, thường small hours nó lên liên quan, nó kiểu very early in the morning. Hoặc là the hours just after midnight cũng được. Very early morning cũng được. Just after midnight, mình phải nói không tốt. Small skin, screen. Small. Can I say it was television? Television. Or cinema. No, gila, especially when compared with cinema. Oh, small change. Change này cảm giác không tiền lẻ. Ok, tốt tiền lẻ. Looks more. Một cái người nào đó look small thì mình đang nói gì về họ? Người đó feel small or look small. Thấy cảm thấy kiểu embarrassed, cảm thấy xấu hổ, nhỏ bé hoặc kiểu hơi ngốc nghếch một xíu, feel small, nên ngốc à, không feel small, hoặc là kiểu như mình cũng bị humiliated or inferior ấy. Nó có giống kiểu câu kiểu như là tôi là ai và đây là đâu kiểu vậy. Cũng dễ dàng kiểu vậy, không, nhưng mà nó cũng hơi hướng kiểu be humiliated or inferior. Không, nhưng mà không cái gì khác rồi. Không. Thôi mình tiếp tục. Be humiliated because his stupidity chẳng hạn, hoặc là because he looks just looks so small and crap kiểu vậy. Thôi được rồi. Small talk, okay. Have a thin skin. Thì nó tránh được với thick skin, screen. Mấy cái từ. Ok, từ thin này. Được chị. Nó trái với thick skin thôi. Là một người kiểu như da mỏng, tức là một người mà dễ bị tổn thương ấy. Vulnerable. Have a thin skin. Thin on the ground. Thin on the ground. Oh, thin on the ground. Quên. Not just so exists in the small numbers or amount. Mm-hmm. Số lượng nhỏ thôi. Tồn tại với số lượng nhỏ. Okay. Skating on thin ice. Skating on thin ice. Khi mà em trượt băng ở trên một cái tảng băng rất là mỏng thì mình sẽ gọi là gì? Em có tưởng tượng được không? Skate on thin ice. Feeling, ha? Không hẳn. Nó kiểu như là em như vậy nó khá là nguy hiểm đấy. Em đang cố gắng hơi quá liều lĩnh rồi đấy. Em đã quá liều lĩnh rồi đấy. Em là rủi ro khi làm gì đó. Để nó mang rủi ro okay. Cao. Bởi vì tảng băng đó nó có thể sụp bất cứ lúc nào và em có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nên là khuyên mà mình nói là you are skating on thin ice, tức là bạn đang engage in some activity or behavior that is very risky, dangerous, vân vân, kiểu vậy. Hoặc là nó sẽ gây cho em rất là nhiều rủi ro, không, rủi ro, rắc rối chứ. Đó, thì đó đúng hơn. Ok. Out of, from, into thin air. Out of, from, into thin air. Nó cũng kiểu như from nothing thôi. Hoặc là kiểu completely into air. Kiểu vanish into thin air, kiểu vậy. Em take risk. Nhưng mà take risk thì cũng tùy. Nói chung tùy trường hợp.
Em đang nói đến cái chỗ skating on thin air đúng không? Chị đang nói đến cái chỗ mà out of in into thin air. Thì nó cũng kiểu như vanish into thin air, biến mất vào hư vô, hoặc là from nothing gì đó. Ok. Chị đợi một xíu. Ok, fin on top. Fin on top. Ngoài đầu, bị bold. Yes. Tốt, ít tóc cũng bị hỏi. Ok, tốt. Weak. Weak at knees. Weak at knees. Người ta gọi là kiểu buồn rũn tay chân ấy, kiểu vậy. Weak at knees. Ok. On weak ground. Không phải on firm ground nữa. Không có một cái lý lẽ gì mà nó cho thế. Yếu thế luôn nhỉ. Nó kiểu như cái cớ lý do đó nó không đủ thuyết phục. Ok, tốt. Weak argument. Weak point. Spot. Weak will. Weak will. Nó trái nghĩa với strong will. Là gì đây? Nhược trí à? Ok, tốt. Kèm ý chí, nhược trí, tốt. Kiểu như cái ý chí không có vững. Okay, chưa có ai nói về cái từ nhược trí này ở trong bài bài phrasal verb. Vậy bài hả? Cái bài nào? Weak, weak somebody down. Wear somebody down. Có cái bài đấy là có một bạn nói là làm nhược trí. Đúng rồi, có cái bài đấy là cái bài mà kiểu tích vào cái nào là defeating ấy, kiểu vậy. Okay. Ở trong bài đấy Khang cũng giới thiệu cái phần be down hoặc là come down with, kiểu mắc bệnh ấy. Và hôm nọ em đã gặp từ này rồi. Ở trong một bài tập nào đó. Đã gặp từ be down with. À nhầm, come down with ấy chị. Xong rồi phần wear him down. Ok, tốt. Chỗ đấy không phải nhược trí mà. Nhưng mà wear down đó nó mang tính hơi kiểu break down hơn. Ở lúc đấy là kiểu tranh luận sôi nổi chị. Tranh luận sôi nổi lúc đấy là bàn cái này là nhược trí hay là như nào đó này. Weak will. Tùy thôi. Tại vì hầu như chị thấy cái từ wear down nó mang hướng kiểu mình exhausted hơn, hoặc là cũng có thể. Ok, cũng có thể. Deteriorate through use of stress. Use or stress, được. Hoặc là diminish the strength and energy of. Ok, được. Nhưng mà nó thường kiểu như là vì mệt mỏi hoặc là gì đó. Ok, tốt. Ok, chỗ này được rồi nhỉ. Mình sẽ... từ từ, chị cắm pin. Ok. Chỗ này... ổn nhỉ. Mình sửa bài luôn nhé. Sửa bài luôn nhé. Ok em. Ủa em không có mic à? Em Thanh La. Có phải tên như vậy không? Thanh La. Ok. Ôi, chị đi quá rồi. Của mình. Đây. Trang 116. Trang 116 ấy chị. Đây, rồi. Đây đúng không? Vâng, đúng chị. Mình có cần có sơ qua không? Có sơ qua chị ạ. Ok. Sơ qua một chút xíu đi. Rồi 2 phút nữa, 2 đến 3 phút.
Ok, mình sửa luôn nhá. Alo. Ok. Look quite a while, but at. Ô chị ơi, được không? Tại vì vừa nãy em đến muộn ấy, nên là còn là có mấy cái phần thuộc cái phần trước ấy, nên là cũng có mấy câu hơi chậm rồi. Nên là chỉ biết có một là long last thôi chị. Tại vì em chưa nghe slow last bao giờ, chỉ nghe là long last thôi. Long last là cái gì đây? Sau cùng em chưa nghe. Sau cùng. Finally. Không biết là vậy. It took quite a while, but finally, the website is starting to take off. At long last, finally. Yep. Yeah, sau một cái thời gian dài rồi thì cuối cùng mình như này. Hi. Long last, kéo dài. Yeah. 50% share in business, đúng không chị? Kiểu cổ phần ấy. Nắm giữ 50% cổ phần. Share. No, you can't borrow 1,000 euros. I'm not made of. Đúng không? Made of money. Tôi không có phải là một người làm từ tiền đâu. Tự nhiên thường ấy, made of money như chị này nói là very rich ấy. Thường là kiểu như cái gì làm bằng tiền, kiểu như là bản, kiểu như tất cả mọi thứ của nó đều làm bằng tiền, làm từ tiền cả. Thì tức là vậy là một người rất là giàu. Thì I'm not very rich, I'm not that rich, kiểu vậy. You're made of money. Okay, four. Okay. Nice apartment. Thin on the ground. Tốt. Là exist in a large number. Okay, tốt. I literally went weak. A small large number hay là a small large number chị nào em? Ôi không phải là số lượng lớn, em nhầm đấy. Chỗ đấy là thin on the ground là in a small large number, còn câu năm là weak at the knees, kiểu yếu tâm lý, đúng không nhỉ? Yếu tâm lý, bị ảnh hưởng tâm lý. Đầu gối kiểu bị khuỵu xuống ấy, thì nó kiểu bị ảnh hưởng tâm lý. Ok. Let's discuss this in depth. Oh, càng hơn. Depth. Okay. Nhìn xong thì càng hơn. The field's just over 4 hectares. Rồi nó có cụm như nào? Size in full size, không in size. Cái cơ đấy. Có cái cơ. Câu 8 là at large, không chị? Chờ chị xíu nhé. Chờ chị xíu thôi. Ok, thôi mình tiếp tục. Ok, mình đang làm câu 7 đúng không? Em chọn đáp án gì nào? Alo? Alo. Ok, câu số 7. Câu số 7. Nếu in size chưa? Cái cỡ ấy. Sao em? Em từ nãy giờ em tắt mic. Ok.
Không sao. Size. In size. The field is just over 4 hectares in size. Ok, nó cũng kiểu về độ lớn, về kích thước của nó thôi, đúng không? Lẽ kiểu em nghĩ chắc là kiểu đến chỗ hectares là đủ rồi ấy. Ừ. Nhưng mà nó thêm từ in size rồi nữa, kiểu nhấn mạnh luôn. Nó có nhấn mạnh cái kích thước của nó. Hoặc là mình có thể nói không không thôi, nói về kích thước cũng được. In size. Okay. 7, 8. They sat on the knees and the escape victim still. Convict là gì vậy chị? Để em nhớ xem. Convict. Convict là người bị. Chờ em nhầm. Bị kết án. What? Incarceration. Oh. Là at large. Nếu mà nhìn vào đây thì mình sẽ dễ nhầm sang từ in large part hoặc là in large measure. Ok. Thì nhưng mà chỗ này nó chỉ có một từ large nên mình chọn at large, nghĩa là kiểu trốn thoát ấy. Ừ, tốt, tốt. Còn nếu nghĩa thứ nhất của nó là, còn nghĩa thứ nhất của nó kiểu nghĩa nhất kiểu most people nhỉ? Most. In general. In general. As a whole, in general. Generally. Generally speaking. Yeah, great, good. At large, thì đúng thế, thì nó thì ok. Trốn thoát. Đúng thế, mình trốn thoát. At liberty, nhưng mà kiểu như là thường là kiểu như chưa bị bắt ấy, thường kiểu như thoát được tù, nhưng mà cũng có thể là người ta sẽ chưa bị bắt giữ, kiểu vậy. At large. Ok, ok, tốt. Oh, you can do the inside. At large. The loser. Or loser, sure. Ok, tốt. Là kiểu những người thua mà còn tức giận ấy. Người thua tức giận. Mm. Tức giận với những người. Angry. Ok, easily get angry on one thing. Ok, tốt. I hate landlord. Who grow. Nó trở nên giàu có trên những cái tầm tiền mà tôi kiếm được. Mm-hmm. Tôi ghét ông chủ nhà này. Mm-hmm. Grow fat. Tốt. Become rich. Grow fat on the range. They collect. Tốt. The area used to be very adult in tin and copper. Copper. Oh, no, no, rich in. Mm-hmm. Okay, tốt. So, rich in. It's a good business opportunity. Start out my money. Good opportunity. Ý là theo ý kiến của tôi là gì đây? In my opinion ở đây là for my money là bằng in my money. In my money, in opinion. For my money chứ nhỉ? For my money chứ. Chị nói nhầm à? Ý là chị nói là for my money là nó bằng in opinion ấy. In opinion nhé, không ghi ra đâu. For my money, in my opinion, there were a whole lot of people I knew at the beginning. Không the money chứ này. Oh, there were. Cái này từ cái gì đây? Oh. Mm. Number. Load of people. Mm-hmm. Cái này em. Mm-hmm.
Đây. Load. Load of people. Okay. Load something with into load of people. Loads of. Này. Thought. Một đống. À, phần này. You can just sit there and watch while we did all the work. A lot lots of you that was a kiểu như một kiểu như khi mà mình đang chơi một thứ gì đó nó hơi vô dụng, hơi bị vô dụng luôn ấy, thì mình sẽ nói là nó như thế nào đây? A use. A lot of useless words. A. Em có cần cái bảng đó ở dưới không? Em cần chị ạ, em cũng cần nhé. Để chị chụp màn hình lại. Chỗ này. Chỗ này. Nhưng mà kiểu nó, bởi vì nó hơi phát triển xíu. Tình. Như vậy em có nhìn được không? Nhìn được chưa? Em nhìn được. Nhớ hơi nhỏ một xíu. Đây. Ok, ok. Nhìn từ gì đây? Em chạy được rồi. On awful. Awful. Không hẳn. Không hẳn. Không. Nghĩa là cái này nếu mà mà đúng rồi, mà use này chỉ of use hoặc là good hoặc là help vân vân, một cái thứ gì đó vô dụng thì là f. F. Từ gì đây? A fat lot of something. Lots of use. Cái này là fat nha em. Fat chứ. Ồ sao không nhìn được fat rồi. Bên này em. Bên này em. À. Ok. Cái này hơi khó ghi một chút xíu. Chút tình. Effect lot of you. Thường nói về một cái gì, thứ gì đó vô dụng thì mình sẽ nói kiểu vậy, effect lot of you hoặc là help of you kiểu vậy. You can make a lot of money if you work in dot finance. Gì đây? Coi em có biết là cơ sở tài chính cấp cao là gì không? Cơ sở tài chính cấp cao ấy. Cơ sở tài chính cấp cao. High finance. Tốt. High finance. Okay. We've traveled the length and the dot of the country looking for the next teen star. Travel the length and khi mà em đi ngang dọc khắp khắp nơi luôn á, khắp vùng mặt trận, khắp các nơi luôn, khắp các chốn, thì mình sẽ gọi là quantity, phải không nhỉ? Đi hết điều này chỗ khác không chị? Ừ, đúng thế. Length and red. Red. Đó. Thế cho anh chỗ khác.
Ôi khó viết quá. Khó viết một chút quá. Thôi được rồi. Tạm thời vậy thôi. Long time no. Long time no see. Ừ. Đừng có kiểu là long see no time nhé. Ok thôi. Long time no see. Long time no see. The first comments of the universe are often known as the Big Big Bang. Okay, đó. Vụ nổ lớn á. Bang. Big Bang. It only cost 5 euros and we were there all day. We really did get our monies. Get our monies. What that money is worth. Okay, tốt. Là gì đây? Là gì vậy chị? Không biết đâu. Không biết đâu. Nó kiểu như là mình làm một thứ gì đó mà nó đáng đồng tiền bát gạo ấy. What? Trời ơi, thiệt tình. Sao biết xấu thế này? Thiệt tình. Okay, thôi tiếp tục nào. Tạm thời vậy nhé, what nhé. R ấy, W-O-R-T-H ấy. Chỉ biết làm chuột nên hơi khó viết một xíu. Okay. It's a pay and the dot car park. So get a ticket from the machine before you go shopping. It's a pay and... Đây là một cái máy. Không, 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 không phải. Gọi là gì? Pen display. Okay, tốt, tốt là gì? Là cái máy mà thu tiền cho bãi đỗ xe ấy chị. Ừ, okay, tốt. Mình gọi nó là kiểu ôi, chị lại quên mất tiêu rồi. Nghĩ chị nói là máy kiểm tiền đúng không nhỉ? À, nhớ rồi, máy trả tiền hiển thị. Máy trả tiền. Máy trả tiền. Pen display. Okay, mình sang câu số tiếp theo đi. Câu số 8. Yeah. That was very generous of you to give half like, a dollar. Shan shall like. Okay, Shan shall like. Tốt. Go halves. Kiểu 50-50. Okay, tốt. And certainly. Half thin air. Tốt. Đột ngột. Từ trên trời rơi xuống. Từ dưới đất rơi lên. Okay. Okay. Okay, completely from nothing. Don't. I think you are on very weak that with that argument. Weak, yeah. Argument. Oh my. No, no. Weak. Có điểm yếu không chị? Weak. Không, không em, kiểu như là có một cái lập luận nó không có sắc bén chút xíu. Những cái lý lẽ nó. Lập luận không thuyết phục á. Nó có cái phần lý lẽ, một cái lý lẽ weak ground. Weak ground là thế yếu luôn nhỉ? Thế yếu. Không hẳn. Không em. Thế em nhìn với cái argument kia rồi. Cái yeah. on weak ground ấy, thì nó kiểu có một cái cớ, một cái lý do gì đó mà nó không đủ sức thuyết phục ấy. Tức là ví dụ như em cũng có thể tưởng tượng như là em đứng, ví dụ như em đứng ở đây thì tức là em phải có cái ground, em phải có chỗ đứng, tức là em đã có một cái lý lẽ nào đó. Em có firm ground thì tức là em đã có một cái lý lẽ nào đó. Không, em cho em hiểu rồi. Cho em hiểu rồi. Weak ground, weak that argument. Nó là nó có cái từ weak argument ấy, là kiểu như là lập luận không thuyết phục ấy. Thế em nhầm. Không, đây là on weak ground with argument. Còn bữa nay mình dịch là yếu thế nhỉ? Weak, đâu, weak không. Ground. Cái đó là cái khác. Ok. Cái khác. Cái vừa nãy nó khác mà. Em có nhầm weak at knees không nhỉ? Hay là kiểu weak will. Không, weak will thì nó hơi theo hướng kém yếu ý chí. Thôi được rồi, tiếp tục nào. Ok, sang phần tiếp theo. Một. I think we are running. Chị ơi.
He's got such a bad temper. In at such bad notice. Bad notice. There's a short temper. Get the bad temper of an emotion. Short. Và the short notice là khẩn khẩn cấp báo không trong một thời gian ngắn. Short. Short. One short of là thiếu chủ thiếu hụt. Okay. Short. Hi. It's bad out to shop around when you are looking for a mortgage. Iron Mike guy will be in for a few days. That's why he bad out his way. Pay somebody compliment. Pay one's way, pay your way. Mm-hmm. Em chỉ dựa pay somebody compliment nhé. Còn cái từ mà pay your way, chủ động làm. Pay his way, pay some money way. Rồi nó, pay for yourself. Mình tự túc, mình tự dùng tiền của mình làm một việc của nó. Rồi mình, okay. Vâng. Tốt. Còn it pays to. It pays to. Như chị có nói rồi. Thì nó kiểu như it benefits you to do something. Sẽ có lợi cho bạn. Đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền. Huh. Có lợi nhuận không chị? Benefit? Tùy không hẳn là sẽ có lợi nhuận, một ý là kiểu it benefits you thì to do something nó sẽ lợi hơn ý. Mình sẽ có lợi hơn, mình sẽ tốt hơn về một thứ gì đó. Ok. Có lợi nhuận. Ok, tốt. 3. You can have one more bowl of ice cream, but then that's your. Maybe it's just my thought in life. Cái này lạ rồi. I've got a lot on this weekend. Gì in life? Hả? Cái này bởi vì là kiểu em không học ngay đầu á, vì ngay đầu chỉ còn cái này khác. Gì in life? Okay. Cái này nằm phần đầu chứ? Ừ, nó nằm ở phần đầu. Hơi đầu một xíu. Hơi thôi. Nằm phần 6-7 gì đó. Ý là chị có giảng qua phần này rồi. Mà lúc đó hình như em chưa vào. Tại vì là hôm nay học văn ấy, nên là cô giảng hơi lâu ấy. Ừ. Trời ơi. Được mà, that's sure. That's your lot in life. Lot, that's your lot là gì đây? Cảnh chung, có cảnh ngộ chung. Không em, đó là phần cuối rồi. Đó là phần, that's your lot. Bạn chỉ còn có vậy thôi thì đó là phần cuối rồi kiểu vậy. You can have one more bowl of ice cream, but then that's your lot. Không, em nói từ thứ ba ấy, chị ạ. À, vậy hả? Chị em nói phần đầu. It's just my a lot in life là gì đây? A lot in life là kiểu có hoàn cảnh chung ấy chị. Không hẳn em. Maybe it's just my lot in life never to find someone to settle down with. Thiên về kiểu the quality of someone's life hơn ấy, cái kinh nghiệm sống hơn, cái kinh nghiệm về cuộc đời hơn ấy. À, kinh nghiệm về cuộc đời. Ừ. Ok. Ok, còn I've got lot on this week. Ừ. Là have a lot on là bận rộn, busy going, busy doing. Ừ. Kiểu có nhiều việc cần phải làm mà trong một thời gian ngắn. Hoàn thành trong khoảng I've got a lot on this weekend. Okay. Nó kiểu như mình có nhiều thứ làm việc thôi. Okay, tốt. Port wine seems to be in very bad spirits. Cái này khá dễ possible.
high, trạng thái tinh thần tốt. Câu 2 này như là chị vẫn chưa, đúng rồi, các bé em vẫn chưa vào. À, không, em vào rồi chị. Ờ, 2 vào rồi. High risk, rủi ro cao. High time. High risk. High Tom, time. Tom's actually quite a startup name in the poultry industry. I've said I'm sorry, there's no need to make such a startup thing out of it. Make it. Dream to make it. Ok, chỗ này em chưa vào nè. Chưa vào. Không phải kiểu như là kiểu như cái gì nhỉ? Làm cái gì đó lớn ấy, make such a big thing ấy, như em đọc rồi ấy. Tốt. Such tốt. A big thing ấy. Tốt. Big name. Em đọc qua phần này nhưng không nhớ được. Oh, big name thì nó về quite a big name, kiểu như một cái ông lớn ấy, một người có tiếng ấy. Big name, such a big thing. No need to make such a big thing out of it. Make it about an hour. Một thương hiệu nổi tiếng. Sorry. Một thương hiệu nổi tiếng không chị? Là như Apple ấy, một ông lớn trong ngành điện thoại. Em nói vậy cũng được. Hoặc là một người nổi tiếng. Hoặc là quan trọng gì đó. Cũng được. An important or famous person. Okay, tốt. Make such a big thing out of it. Là gì đây? Để làm nghiêm trọng quá vấn đề. Ừ, tốt. Có những cái từ gì liên quan nữa nào? Đồng nghĩa. Mà mình đã học rồi. Đã nhớ. Makes become successful. Làm nghiêm trọng vấn đề. Đúng thế. Mình có học khá là nhiều từ rồi. Make mountain out of a molehill này. Em nhớ không? Oh no. Không nhớ. Đâu, quên cái phần đấy sao ấy. Không biết. Rồi chị viết lại cho em được không chị? Để chị đánh lên khung chat nhé. Vâng. Ok. Em biết molehill là gì không? Ôi. Kiểu giống như là cái, ví dụ như con chuột chuỗi ấy, là nó kiểu nó hay đào đào đất xong rồi nó ngoi lên và xong nó nhỏ nhỏ như này. Nó kiểu như một nhúm đất kiểu như thế, kiểu vậy. Cái này là molehill. Và kiểu như là mountain là một cái ngọn núi rất là lớn, và mình lại coi cái molehill này nó như là cái mountain vậy đó, thì mình gọi nó là kiểu chuyện này sẽ to. Còn từ gì nữa trong C1, C2 nhỉ? Scratch. Ngon quấn tới rồi. Not see the wood for. Not see the wood for a tree. Tốt. Còn gì nữa không nhỉ? Not see the wood for a tree đúng không chị? Đúng. Chọn ra mấy cái từ này trong sao ấy. Not see the wood for the trees. Kiểu như là không nhìn thấy hoàn cảnh hiện có ấy. Hồi đây là em học kiểu okay, not see the wood for the tree, kiểu như là chỉ nhìn chưa nhìn được bức tranh toàn cảnh ấy. Đúng thế. Nó thì kiểu như là người ta suy nghĩ về những cái phần chi tiết mà không, phần tiểu tiết mà không chú ý đến cái bức tranh toàn cảnh của nó. Cũng không hẳn lắm. Không hẳn lắm. Split hairs. Kiểu tức giận về những chuyện còn con ấy chị. Ờ đúng thế. Nhưng mà em không biết liên quan chuyện bé sẽ kiểu tôi. Nó cũng hơi thôi. Kiểu argue or worry about something very small details. And kiểu như mà nó không có quan trọng ấy. Not important. Em thấy nó không liên quan lắm nhỉ. Split hair. Nó chỉ hơi hướng thôi.
Hoặc là make a drama out of something cũng được. Ok, thôi, mình dừng lại đó thôi. Mình tiếp tục nhé. Câu số 6. I don't think so small. Feel so small. I feel so small. Cảm thấy là xấu hổ. Small. Nhỏ bé là nhỏ bé. Cảm thấy là nhỏ bé. Tốt. I feel so small. Making small talk. Ok, tốt. Okay. Phần King. Or small change tiền lẻ luôn nhỉ. Small change tiền lẻ. Okay, with the ranks. Someone will do anything to make money. Some people will. Không, cái đồ mà do anything này. Cái đồ do anything là bằng mọi cách luôn nhỉ? Đúng thế. Là go to ranks. Go to ranks. Go to any lengths. Any lengths. Bằng mọi giá nào đó. Okay, so. I don't know why you are saying this is so important. I don't know why you are. Nó cũng tương tự như cái của chị vừa nãy thôi. Nhưng mà nó hơi khác một xíu thôi. Nó cũng tương tự như make such a big thing out of it. In ở chỗ này thì make such a big deal. So make a big deal. Big deal. Big deal. Kiểu xé là to luôn. Đúng rồi. Nghiêm trọng hóa vấn đề này. Making nói một cách quan trọng. Okay, making such a big deal out of it. Tốt. Thôi chị không biết lại là chị nói thôi. 3. Simon said he had no idea what he was going for the first few weeks of his job. Simon said he thought. Trái ngược với in depth thì nó là gì? In depth. Oh, in a small way, in a small, with a small, in a small. Trái ngược với in depth là gì? Trái ngược với in depth. Bởi vì chúng ta no idea. Nếu mà he has idea thì ok. Thì nó gì đây? Out of depth. Out of depth. Tốt. Out of depth. Không biết gì cả. Tốt. Depth ở đây như kiểu bề dày kiến thức luôn. Đúng thế. Nó nói về cái sự chuyên môn bề dày kiến thức của một người nào đó. Khi mà mình out of depth thì mình đã ngoài, như nó ngoài tầm với của mình kiểu vậy. Ok, tốt. Was totally được. Out of his depth được. Okay, so 4. I think they are largely responsible for what's happened. I hold them. Hold them in small. Small way, small way. Tốt, in small way. A small way. Thế in no small way chứ? Oh, in no small way. Okay, in no small way. Tốt. I told them in no small way. Tốt. 5. We search everywhere for a lottery ticket and can't find it anywhere. Searched. Cái gì bằng anywhere? The everywhere đây. Everywhere, low. Kiểu như là thường á, là everywhere là nó sẽ thường kiểu mang những cái tính từ mà nó hơi trái, hơi hướng trái ngược nhau ấy em. Ví dụ như là từ, ví dụ như nếu mà cái này từ thấp thì cái từ kia của nó sẽ như thế nào đây? Search. Thì như em bắt mic là Ngọc. Em tắt mic rồi. Ok, chị sửa câu này luôn nhé. Câu này là search high and low thôi. High and low.
Plus six. We talked about investment for a very long time. We talked at great length of our age length. Okay. Mình sang phần tiếp theo nhé. Đây là chưa em? Chưa. Okay. Full formation. Em có cần là chị... cái từ for long time này cũng nhiều chứ. Trong đêm sau sẽ hai cũng nhiều ấy. For donkeys years. Đúng thế. Em có cần chị chụp lại cái formation không? Em nghĩ không cần đấy chứ. Chị ơi, information mình nào chưa? Chưa. Nhờ chưa chứ. Mình cần nói qua không? Từ xí, chị chụp lại màn hình đã. Nói qua chị ạ. Thôi chị ơi, chị nói một cách gọi là kiểu nói kỹ luôn đi chị. Chứ mấy cái phần kiểu information này là quotation thì chị có nói qua. Ok. Vậy. Phần formation là kỹ hơn á. Cũng gọi là hơi kỹ đi chị. Kiểu vừa nay có mấy cái phần chị nói kỹ là kiểu nhớ ấy. Kiểu vậy. Ok. Chỗ này mình nói đến những cái mà mình ít gặp thôi. Addendum. Đừng nói kiểu như phần phụ lục ấy, phần thêm vào của một cái thứ gì đó. Addendum, phụ lục. Nó nhiều với số ít. Đúng kiểu là datum với data đúng không? Datum với data. Dữ liệu chị. Thì vậy thôi. Addendum. Additive. Nhưng mà nếu mà nó là tính từ thì nó cũng chỉ là cộng thêm vào thôi. Additive. Beneficiary. Là người thụ hưởng. Tốt. Debrief. Debrief là phỏng vấn. Tốt. Cái từ này cũng hay. Everybody. Sự ngắn gọn brief là ngắn gọn, brevity là ngắn gọn, cũng là sự ngắn gọn. Xúc tích. Sự vắn tắt, ngắn gọn, xúc tích, tốt. Từ tiếp theo. Briefs. Briefs mà thêm S nó là gì đây? Điều này cũng khá đặc biệt đấy. Là cái quần... là cái quần... quần ấy. Ok. Quần đùi. Briefly, okay. Một cách ngắn gọn, briefly. Broaden. Broaden là mở rộng, rồi shorten. Rồi. Broadly. Broadly cũng như một cái đại khái chị. Broadly speaking. Okay. Có so, broadly speaking. Yeah. Consideration. Okay. Consider. Này được rồi. Consider. Considerate. Okay. Distant. Equidistant. Okay. Mình học rồi. Equidistantly. Okay. Mình học rồi. Equidistant có phải là thêm kiểu như khoảng cách bằng nhau không chị? Equal. Equidistance. Yes. Withdraw là rút tiền này. Rude, wrong không cần nói này.
Okay. Withdraw, withdraw là danh từ withdraw. Okay. Overdraft được rồi nhỉ? Overdraft. Ừ. Okay. Khoản vay thấu chi. Còn overdrawn. Thấu chi. Kiểu như mình overdraw thôi. Kiểu mình rút chút tiền, rút quá nhiều so với số tiền mà có trong tài khoản. Overdraw, overdrawn. Expense. Ồ, em có thấy cái màn hình của chị không nhỉ? Hay là nó bị lỗi gì không? Em có thấy cái màn hình của chị không? Màn gì vậy chị? Màn hình của máy tính ấy. Em vẫn thấy mà em thấy là mỗi destination. Ok, okay. Em, bye em. Thank you. Extension, ok. Extend này ổn rồi. Finite. Nó cũng khá ổn nhỉ. Ồ, còn cái chỗ mà từ cuối cùng là gì đây? Từ này. Về gì đây? Nhỏ vô cùng. Nhỏ vô cùng không chị? Tốt, tốt. Hoặc là kiểu nó vi phân. Kiểu vi phân này. Vi phân, ok. Vi phân nhỏ vô cùng. Extremely small. To an extremely small degree, the infinitesimal, infinitesimal, okay, infinitesimal, okay, đó, chị nhấn cái này nhé, simile, extremely to an extremely small degree, okay. Hardened, hardened, okay, cái này ổn rồi. Highness, hardened, highbrow. Highbrow là gì đây? Highbrow. Cao rỗng chứ. Ủa? Ờ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, chị. Ủa? Nhầm, nhầm. Chị gửi, highbrow. Ủa? Không phải highbrow là người có trí thức à? Phải không? Người có trí thức cao chứ. Người có trí thức à? Ừ. Tự nhiên người đó. Ừ. Em cứ tưởng nó cũng nhận dạng như một người thực sự chán khá là cao ấy. Nhìn nhìn kiểu như thế. Mình à, bro à. Bro chán đúng không? Bro. Hi bro. Bro là ông mày ấy, em. Bro, bro là ông mày. Hoặc là kiểu mình cũng có thể nói là chán. Tùy. Xa rời hiện thực không? Nói là một kiểu như là trí thức thôi. Một người trí thức. Một người trí thức cao. Tùy đúng cách em nói. Có thể. Có thể. Nhưng mà thường. Thường thì người này thường hay engage in. Kiểu những cái hoạt động nó mang tính. Kiểu những cái complex, complicated ideas and fun kiểu vậy. Họ cũng như họ nghiêm túc với những cái mà mình đang làm ấy. Hydro, một người chán cao nhà trí thức cũng có thể, người ta hơi xa vời đấy cũng có thể. Tùy từng trường hợp mà em đang nói đến. Cả nhà nó lý thuyết quá ấy. Nó toàn trí thức thôi ấy. Nó toàn những cái trí thức, toàn những sách vở thôi. Ừ, thì gọi em là người cảnh và từng cái tông giọng mà em đang nói đến. À, chị em hỏi nhá, kiểu có một đứa nào đó mà mới đeo kính ở lớp ấy, mà nhìn nó là lạ ấy, thì mình có gọi là nó trí thức không? Trí thức cao ấy, kiểu high bro ấy, kiểu nói theo một cách gọi là humorous, chơi chọc ấy. Rồi vậy. Không biết nữa, bởi vì là cái từ high bro này nó liên quan đến kiểu highly cultured, educated, or educated, kiểu vậy. Hoặc là person of intellectual or erudite tastes, kiểu vậy. Intellectual. Tự nhiên nó thường bị effects of superior intellectual hoặc là cultural interests hơn nữa em. Highly intellectual. Highbrow. Highbrow này. Yes. Highbrow. Highness. Oh, highness có phải là... Highbrow. Oh. Okay. Highbrow. Highness. Hi, highness. Your highness. Cao vọng trọng. Một người cao quý. Highness.
My highness, your highness. Okay, stop. Highbrow. 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 Large and large enlargements. Prolong. 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 Long là kéo dài ra. Kéo dài ra. Cái từ này em gặp rồi ấy. Stop. Prolong kiểu nói về thời gian. Ừ. Kéo dài thời gian. Cái pro, pro, pro đó thì mình theo cái nghĩa Latin của nó thì nó kiểu như forward hoặc là onward ấy. Ấy thì nó tức là nó sẽ thế, nó sẽ kéo dài ra. Long vào, pro, forward, long, onward, forward. Ok, tốt. Lengthen, length, longevity, longevity. Longevity cái nào lớp 11 đó chị? Tuổi thọ ấy. Longevity, tốt. Long hand. Nó bằng với long span đúng không nhỉ? Longevity có bằng với long span nhỉ? Ừ, dạ, dạ, cũng xấp xỉ bằng. Ok. Long hand thì sao? Long hand chữ viết thường. Tốt. Chữ viết tay, chữ viết thường, tốt. Length ways. Length ways. Được rồi, chị từ long in ấy chị. Long in ấy. Yes. Long in. Sao em? Là nghe là gì vậy chị? Long in nó cũng kiểu như pipe for em, kiểu giống như là em thèm khát, em mong muốn một thứ gì đó rất là nhiều, hoặc là long, I'm longing for something, đúng thế. That's how, thèm muốn, mong muốn một thứ gì đó rất nhiều, hoặc là nó cũng kiểu như pipe for, pipe, nhưng từ pipe đó như thế này phải, chị không nhớ rõ lắm. Pipe for, chắc vậy, pipe for, long for. Long wa, long widen. Long winded, long widen, long widen. Ôi chị, ôi chị hơi bỏ lỡ. Sorry, sorry. Ok, thế mình đang đến đây. Long, long hand, long widen. Tại vì cái từ mà language hay là language thì em thấy nó không kiểu cái từ longing nó quan trọng hơn rồi. Ok ok. Tại không, này tại vì chị nhìn nhầm á, chị nhìn nhầm xuống hàng này mà chị không để ý hàng này á. Sorry sorry. Okay. Tiếp theo. Nó có tiếp theo là từ long winded. Of long winded. 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 Long winded. Dài dòng văn tự. Ừ, ok. Đấy là giống như kiểu rhetorical situation đúng không? Nó dài dòng nhưng mà nó cũng không vào đầu được. Sorry. Dài dòng nhưng... Kiểu, chỉ nhớ phần hôm qua, phần writing rhetorically không chị? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cảm thụ ấy. Làm cho người khác cảm thụ được ấy. Cái long viên nó mang tính hơi verbose hơn. Kiểu như... Okay. Là nhiều một tính hơn, tính lãng mạn, lãng mạn, ok, extreme. Lãng mạn. Nó làm mình mệt luôn ấy. Tedious, kiểu như nó nhàm, nó là mình cảm thấy nhàm chán với nó. Tedious, ok. Nó kiểu time. Tedious. Tedious. Okay. Tedious, nhàm chán. Lang ti. Yep. Oh, lang ti là dài dòng không chị? Lang ti. Dài dòng lê thê. Prolong. Chị thử xem từ long wide, long winded với từ lang thi khác nhau chỗ nào chị? Nó kiểu như là in some ways nó cũng là synonyms với nhau ấy. Long winded với lại lang thi. Long winded thì nó để chị xem. Tiresomely long kiểu như nó kiểu như cái người nói hoặc là người viết thì người ta sẽ mang tính hơi long winded và mình cảm thấy tiresomely long á, và người nghe cảm thấy thực sự rất là mệt. Đúng rồi, cái từ mà đúng rồi, từ nãy giờ em cứ ngẩn ngơ cái từ long winded nó bằng với là wordy, lang thi, wordy. Yes, in some way nó verbose, nó wordy, nó tedious, nó windy. Okay, còn lengthy. Lengthy thì nó thế chứ. Tùy. Lengthy thì mình cũng có thể nói là kiểu như một cái chuyến đi dài chẳng hạn, kiểu như a great length hoặc là very long kiểu vậy, hoặc là excessively long in some way.
kiểu như một cái, ví dụ như chị muốn hỏi em một cái gì đó nhưng mà sẵn nhưng mà em đưa chị một câu trả lời nó cực kỳ lengthy luôn, một cái đó kiểu vậy. Thì accessory pronoun nó cũng khác nhau ấy, nhưng in some way thì nó đồng nghĩa thôi. Tùy còn như cái này lengthy nó mang tính extended hơn, prolonged hoặc là extended hơn, tùy từng ngữ cảnh mà mình có thể nói nó. Nó cũng có thể là tediously long, in some way drawn out. Thì nó thường dùng với kiểu explanation. Vậy, còn chị thấy cái long-winded thì người ta hay dùng theo kiểu người nói speech, cái bài phát biểu của họ hoặc là bài nói của họ. Vâng. Of a speaker or his speech is tiresomely long. Excessive number of words cũng hầu như cứ vậy thôi. Verbose. Hoặc là cái này kiểu như mình cũng dùng với manifesto ấy. The manifesto is long-winded and repetitious. Ok, Ok, rồi. tốt. Lengthways. Lengthways với lengthwise. Nó cũng hơi Khác tương nhau. tự. Theo chiều dọc Ok. nghĩ. Lots. Lot. Lot phân công giao việc. Tốt, tốt. Allotment cũng kiểu vậy, ok. Allotted time. Cùng. Ví dụ như allotted time. Allotted. Ví dụ như, không, nó cũng hơi, không, nó cũng dễ hơn. Allotted time. Ví dụ allotted time. Kiểu thời gian được chỉ định ấy. Thời gian được phân công chỉ định. Allotted. Ok, được rồi. Magnify. Phóng đại cường điệu, phóng đại lên, nhầm rồi, phóng đại được chưa? Tốt, magnificence. Tráng lệ, gorgeous, beautification, Tốt. Tốt. Cái này nó nga mang tiếng nguy nga tráng lệ hơn. Gorgeous tráng lệ, day. Gorgeous magnifying, magnificent, day. Magnification. Magnification. magnification là sự phóng. Tốt. Magnification là danh từ của magnify. Majority là đa số này. Majority. Em thường thấy đuôi e Majority. pte đó là thường nói về gì? Thường thường. Thường nó liên quan đến Vâng. Người đứng đầu. không. Không em, thường là nữ em thì họ là kiểu như là cô gái mà đi đầu mà ở chỗ diễu hành nhé, thường vậy. Majority. Majorette. Majority. Majority. Tốt. Pay này, overpay là quá cao này, underpay là thấp này. Repay này là pay again, trả lại. Overpayment này. Oh, payback Underpayment là này. gì? Payback. Payback là kiểu cái lợi nhuận Tốt. không lợi tức thu được từ sự đầu Đúng. tư Tốt, tốt, lợi tốt, tốt. Thì kế kiểu như thời gian mình thu hồi vốn. Tốt, tốt, tốt. Payee. hey. À, thu Payee. hồi vốn hey là người người được trả tiền Tốt. Payer. người trả tiền Payload. hey. Payload. Trọng tải hàng được vận chuyển trọng tải Ok. ok payload ok quên pay off tiền 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 lót tay Lợi nhuận. Payoff. Ủa? Payoff. Sự đút lót. Dùng thế kiểu payoff nếu mà tùy tùy. Payoff, đút lót. Ok, tốt. Payout. Ok, được rồi. Payroll. Payroll. lương Tốt, bảng lương. bảng Payslip. payslip không payroll là bảng lương tổng còn payslip là bảng Mẫu bảng lương lương. overpaid ok Mẫu, kiểu như cái đó là mẫu bảng lương cá nhân hàng tháng ấy. Payslip.
pay slip gì bộ bảng lương cá nhân hàng tháng. Okay. Không hàng tháng. Payable overpaid underpaid. Okay. Portion là phần chia này. A portion là chia ra từng phần, divided phần ra into tốt. Weight. Divide into weight lifter. Okay, weight lifting, overweight, underweight, weightless, weighty. Weighty là gì đây? Weighty á? Influential. Có ảnh hưởng lớn. Kiểu hoặc như là đè nặng. Đè nặng. Rất nặng, một cái gì đó khá nặng hoặc là một cái gì đó khá quan trọng. Được. Weighty matters. Được. Tốt, tốt. Ok, vậy ổn rồi đấy. Mấy giờ rồi? Vậy thì mình kết thúc ở đây hả? Okay. Tối nay cũng không ấy. Ok. Chị cũng làm việc nữa. Ok, vậy hôm nay dừng lại ở đây nhá. Như mình cũng còn cái nữa. Nhưng mà thôi. Ôi, chị mãi chị. Vẫn chưa xong đến 14. Thôi, vậy nhá. Ok, chào các em. Chào chị. See you next.